vẫn dậy sớm, vẫn khấp chân, vẫn rửa mặt rồi đánh răng. Mọi thứ cũng không có gì khác, chỉ là thêm trống vắng. Vẫn chạy xe đến chỗ làm, đến buổi chiều rồi cũng tan. Mọi thứ cũng không có gì khác, chỉ là sau yên sẽ thiếu một người. Ngày đầu chia tay mà đã như vậy, liệu ngày sau sao để bớt hơn đây? Ngày đầu sau chia tay, trong subscribe.